Châu Thảo và Ngọc Triều xin thân ái kính chào quý khán thính giả Hồn Việt TV. Đây là bản tin buổi chiều của chúng tôi, chiều ngày thứ ba trong tuần. Chào Châu Thảo. Chào anh Ngọc Triều. Chúng ta lại gặp nhau. Năm mới phải không? Năm con cọp năm nay thì trong nhà của Châu Thảo có ai cầm tinh con cọp không? Dạ, không. Không à? Dạ, không. Có nhiều người nói sợ thế này, sợ con cái cao số rồi sợ con này, nhưng mà trong danh nhân của thế giới đó, bà nữ hoàng Elizabeth là cầm tinh con cọp đó. Đúng rồi, người Việt mình lại sợ là con gái trong nhà cầm tinh con cọp sẽ khó lấy chồng rồi. Nhưng mà người ta nói động. Người nào mà tuổi con cọp á thường là nhanh nhẹn dũng mãnh rồi tháo vát cũng có đó. Đẹp chứ, là cái tính em thấy con cọp nhìn nó đẹp cưng, yeah. Yeah, mạnh mẽ dũng mãnh, mà cái màu cái lông nó cũng nhìn nó hay hay. Cái vằn của con cọp chính là cái giống như là cái vân tay của mình vậy đó. 100 con cọp là 100 cái vân khác nhau. À, cái đó là cái điều đặc biệt. Yeah. Rồi người ta nghiên cứu những con cọp như thế, rồi cái loài mà bạch hổ đó, con cọp trắng á thì lại là bị lé. Em không biết cái này. Nó cái gì tiếp đó. Vậy là con nào cũng lé hả anh? Không, con cọp trắng thôi. Nên mà bạch hổ á. Đặc biệt cái loài đó là bị lé. Còn cọp thế đó, nó có nhiều cái chi tiết lắm, rồi những cái cách săn mồi, rồi cái cách vồ mồi của con cọp á thì nó lại đi săn cô độc, tức là săn một mình thôi. Yeah. Nó khác với sư tử là săn bầy. Oh, à, nó khác ha. Nhau. Yeah. Nó chính vì như vậy nó tạo nên con cọp có những cái thế vồ, rồi những cái cách rình riêng mồi khác nhau hết. Cái vằn của nó giúp cho nó hóa trang rất là dễ. Yeah. Nó ẩn mình. Yeah. Được cái thế thu mình của nó thì y như một con mèo vồ con chuột vậy. Và cái thế cắn độc đáo của nó là bao giờ cắn. Em thấy nó đẹp, nó uyển chuyển. Yeah. Nó đẹp. Cái đẹp của nó oai hùng, dữ dằn, nghiêm nghị mà. Không đoán được. Thôi, con cọp đã xong rồi thưa quý vị, mình chờ năm tới. Và phần tin ngày hôm nay của Hồn Việt TV sẽ lướt qua những phần tin quốc tế Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam. Mở đầu bây giờ là phần tin Hoa Kỳ với Châu Thảo. Mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Chính phủ đầu tư 5 tỷ đô la để hỗ trợ các tiểu bang xây dựng mạng lưới trạm sạc xe điện. Chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố đầu tư 5 tỷ đô la để xây dựng các trạm sạc xe điện trên toàn quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào xe sử dụng xăng dầu. Một phần trong dự luật hạ tầng 1.000 tỷ đô la, chương trình xe điện sẽ phân bổ số tiền này cho các tiểu bang đủ điều kiện trong khoảng thời gian 5 năm. Bộ Giao thông và Năng lượng sẽ dẫn đầu sáng kiến điện hóa xa lộ liên bang khi giá xăng dầu tăng và lo ngại khí hậu thúc đẩy nhiều người mua xe điện. Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg cho hay số tiền này sẽ chỉ phân bổ cho các tiểu bang có kế hoạch chi tiết về cách họ sẽ sử dụng khoản tiền này. Ông Buttigieg gần đây nói rằng đây là tiền của người nộp thuế, chúng ta phải bảo đảm nó được sử dụng hiệu quả. Gần 489.000 xe điện được mua ở Hoa Kỳ năm ngoái, chiếm hơn 3% tổng số xe bán ra. Ông cho hay ông hy vọng chương trình này có thể giải quyết lo lắng về việc tìm được trạm sạc xe. Hiện có 47.142 trạm sạc xe điện trên khắp Hoa Kỳ. Chính phủ đặt mục tiêu tăng lên 500.000 trạm sạc. Nhưng con số này chỉ hữu ích khi có nhiều xe điện lưu thông trên đường. Với giá bình quân 56.437 đô la cho một chiếc xe điện, nhiều người Hoa Kỳ chưa đủ khả năng để chuyển sang xe điện. Ông Buttigieg nói rằng chúng ta cần hạ giá xe điện xuống và đó là lý do tại sao chúng ta cần thêm khích lệ thuế để giảm chi phí đó xuống. Ông cũng thừa nhận ngành xe điện không thể thành công nếu hạ tầng không hỗ trợ nó. Washington và Maryland nới lỏng các quy định COVID-19. Washington không còn bắt buộc người dân trình bằng chứng chích ngừa COVID-19 khi đến nhiều địa điểm bắt đầu từ ngày thứ ba hôm nay. Gia nhập nhiều lãnh đạo của địa phương nới lỏng các quy định đại dịch khi làn sóng Omicron đã giảm xuống. Thị trưởng Mario Bowser vào hôm thứ hai cũng công bố thành phố là sẽ không còn bắt buộc mang khẩu trang trong nhiều môi trường trong nhà
như là nhà hàng, quán bar, phòng tập thể dục và nơi thờ phượng kể từ ngày 1 tháng 3. Khẩu trang vẫn bắt buộc tại trường học, thư viện, nhà dưỡng lão, phương tiện vận chuyển công cộng, cơ sở y tế và những môi trường khác. Thị trưởng Bowser cho biết rằng số lây nhiễm COVID-19 và nhập bệnh viện đã giảm mạnh trong những tuần gần đây, là lý do dẫn đến quyết định nới lỏng một số quy định khẩn cấp ban hành vào hồi tháng 12. Ở Maryland, thì Thống đốc Larry Hogan vào hôm thứ Hai công bố quy định mang khẩu trang tại các tòa nhà tiểu bang sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 2. Ông Hogan cũng kêu gọi Ủy ban Giáo dục tiểu bang là hãy hủy bỏ quy định mang khẩu trang tại trường học. Thống đốc của New York và Massachusetts vào tuần trước thông báo là họ sẽ chấm dứt quy định mang khẩu trang ở tiểu bang của họ. Theo sau, quyết định tương tự của New Jersey, California, Connecticut, Delaware và Oregon. Tổng thống Joe Biden cho rằng bỏ hoàn toàn quy định mang khẩu trang có thể là quá sớm, mặc dù ông nhắc đến khả năng nới lỏng quy định này đối với trẻ em khi mà tỷ lệ chích ngừa tăng lên. Và tuần trước thì Giám đốc Trung tâm Kiểm ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, CDC, là Rochelle Walensky cho hay, cơ quan giữ nguyên hướng dẫn mang khẩu trang tại trường học do số lây nhiễm trên toàn quốc vẫn còn cao. Các thẩm phán Hoa Kỳ đối diện hơn 4.500 đe dọa trong năm 2021. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho biết, các thẩm phán liên bang là mục tiêu của hơn 4.500 đe dọa và những liên lạc không phù hợp khác trong năm ngoái. Văn phòng ông lo ngại về sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan trong nước tại Hoa Kỳ. Trong cuộc họp báo, ông Ronald Davis, Giám đốc Cục Cảnh sát Hoa Kỳ nói rằng đe dọa và những bình luận không phù hợp khác tăng mạnh trong vài năm qua. Giới chức thi hành luật pháp liên bang lên tiếng báo động về sự gia tăng những đe dọa từ những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng và các nhà hoạt động phản đối chính quyền. Trong đó, nhiều người ủng hộ cáo buộc sai lệch của cựu Tổng thống Donald Trump rằng cuộc bầu cử 2020 bị đánh cắp khỏi tay ông. Đầu năm nay, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland thành lập lực lượng đặc nhiệm với mục tiêu ngăn chặn những đe dọa nhắm vào nhân viên bầu cử tiểu bang và tình nguyện viên. Ông Garland cũng chỉ đạo FBI phối hợp với giới chức địa phương để theo dõi đe dọa nhắm vào ban quản trị học khu, vốn đối diện làn sóng chỉ trích vì nhiều vấn đề từ bắt buộc mang khẩu trang đến giảng dạy thuyết chủng tộc phê phán. Ông Davis cho hay, những đe dọa nhắm vào thẩm phán khác nhau và một số vụ xuất phát từ các bị cáo bất mãn. Ví dụ, một luật sư bài nữ quyền năm 2020 đã bắn chết con trai của thẩm phán liên bang Esther Sala tại nhà của bà ở New Jersey. Trong cuộc tấn công này, Roy Dan Hollander cũng làm chồng của bà Sala bị thương. Hollander sau đó được tìm thấy đã chết vì tự tử tại nhà của ông ta. Một chiếc phi cơ chở 8 người đã bị rơi xuống biển ở ngoài khơi North Carolina. Giới chức vào hôm thứ Hai cho biết là ít nhất một thi thể đã được tìm thấy ở ngoài khơi duyên hải của North Carolina khi có một chiếc phi cơ nhỏ đang chở 8 người bị rơi xuống biển vào hôm Chủ nhật. Đài WNCT cho hay, Cảnh sát trưởng quận hạt Carteret Asa Buck cho biết rằng không có chỉ dấu bất kỳ ai còn sống sau vụ tai nạn này. Và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ, NTSB, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Lực lượng tuần duyên vào hôm thứ Hai cho biết là họ nhận được thông tin một chiếc phi cơ có vẻ bị rơi xuống biển ở cách vịnh Drum khoảng 6 km từ nhân viên kiểm soát không lưu của căn cứ thuộc quân lục chiến Cherry Point vào hôm Chủ nhật. Nhân viên kiểm soát không lưu cho hay là phi cơ di chuyển thất thường trên radar và sau đó thì biến mất khỏi màn hình. Cơ quan hàng không liên bang Hoa Kỳ là FAA vào hôm thứ Hai cho biết là chiếc Pilatus PC-12/47, một động cơ rơi xuống biển cách phi trường Michael J. Smith ở tại Beaufort khoảng 30 km vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật theo giờ địa phương. Và trong web theo dõi chuyến bay FlyAware cho hay là phi cơ cất cánh từ phi trường quận hạt Hyde vào lúc khoảng 1 giờ 35 phút chiều ngày Chủ nhật và được nhìn thấy lần cuối ở Beaufort vào lúc 2 giờ chiều. Tổng cộng có 8 người ở trên phi cơ,
và phát ngôn viên Edward Wago của Tuần Duyên cho hay là nhóm tìm kiếm đã thấy được những mảnh vỡ trong khu vực. Cuộc tìm kiếm bao gồm nhóm cứu nạn của Tuần Duyên, trực thăng, sở cứu hỏa, văn phòng cảnh sát trưởng và cơ quan quản lý công viên quốc gia. Cựu kỹ sư Hải quân nhận tội gián điệp trong vụ âm mưu bán bí mật tàu ngầm hạt nhân. Một cựu kỹ sư Hải quân Hoa Kỳ bị truy tố tội âm mưu bán bí mật tàu ngầm hạt nhân cho một nước ngoại quốc nhận tội hôm thứ Hai theo thỏa thuận với phía công tố. Luật sư của Bộ Tư pháp công bố thỏa thuận với kỹ sư hạt nhân Jonathan Toby trong buổi nghe lời khai tại tòa liên bang ở West Virginia. Ông Toby, 42 tuổi, thừa nhận đồng lõa với vợ tiết lộ dữ liệu mật, vi phạm đạo luật năng lượng nguyên tử với án phạt tối đa là tù chung thân. Bà Diana, 45 tuổi, vợ của ông, không nhận tội. Theo thỏa thuận điều đình, ông Toby sẽ lãnh án từ 12 đến 17 năm tù. Ông Brandon Van Crack, luật sư an ninh quốc gia tại Morrison and Forrester, nhận xét thỏa thuận điều đình cho thấy hành vi này gây nguy hiểm rất nghiêm trọng cho an ninh quốc gia. Trong cáo trạng hồi tháng 10, phía công tố nói rằng ông Toby tìm cách bán bí mật về tàu ngầm hạt nhân cho một nước ngoại quốc. Bộ Tư pháp cho biết, ông liên lạc trong nhiều tháng với một nhân viên FBI chìm, giả làm điệp viên cho một nước ngoại quốc. Có lúc, ông Toby giấu thẻ nhớ kỹ thuật số chứa tài liệu về lò phản ứng hạt nhân trên tàu ngầm trong nửa cái bánh sandwich tại một địa điểm bí mật ở West Virginia, trong khi vợ ông canh chừng. Thẻ nhớ này chứa thiết kế, tham số hoạt động và hiệu suất của lò phản ứng tàu ngầm Love Virginia. Một thẻ nhớ khác được giấu trong gói kẹo cao su. Trong phiên tòa hồi tháng 10, nhân viên FBI khai ông Toby đòi tiền mã hóa trị giá 5 triệu đô la. Khoản thanh toán FBI trả cho ông trị giá khoảng 100.000 đô la chưa được tìm thấy. California chưa bỏ quy định mang khẩu trang trong nhà tại trường học. California vào hôm thứ Hai quyết định duy trì quy định mang khẩu trang trong nhà tại trường học, ngay cả khi mà làn sóng COVID-19 mùa đông đang giảm nhanh. Và tuần trước thì Thống đốc Gavin Newsom công bố giới chức y tế tiểu bang sẽ xem lại quy định mang khẩu trang tại trường học, sau khi thương thảo với giới chức nhà trường và nghiệp đoàn giáo viên. Trong khi quy định mang khẩu trang trong nhà hiện hành tại trường học sẽ không thay đổi. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh California là Mark Gurley cho biết là giới chức tiểu bang sẽ đánh giá lại tình hình trong ngày 28 tháng 2. Trong ngày thứ Ba hôm nay thì đa số quận hạt ở tại Bay Area sẽ kết thúc quy định mang khẩu trang trong nhà tại đa số môi trường công cộng, theo công bố trước đó của ông Gavin Newsom. Tuy nhiên thì những người chưa chích ngừa vẫn phải mang khẩu trang trong nhà. Và chính quyền của ông Newsom ban hành quy định mang khẩu trang từ giữa tháng 12, lúc đó là biến thể Omicron đang lan rộng, và tháng trước đã gia hạn quy định này cho đến ngày 15 tháng 2. Cơ quan y tế tiểu bang cũng sẽ đưa ra phương hướng mới để mà ứng phó với COVID-19, với giả định là dịch bệnh sẽ không biến mất. Một canh bệnh chuyển sang giai đoạn là bệnh địa phương khi mà virus vẫn còn tồn tại trong cộng đồng nhưng có thể kiểm soát được nhờ khả năng miễn dịch đã tăng. Thống đốc Gavin Newsom cho biết là chúng ta nhìn lại 2 năm qua, việc nào hiệu quả, việc nào không. Những gì chúng ta học hỏi được bao gồm xem lại tác động đến dân chúng và các doanh nghiệp từ những quy định của Cali. Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là đợt bùng phát COVID-19 là đại dịch vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. Trong khi vẫn được xem là đại dịch, các chuyên gia y tế dự báo là coronavirus cuối cùng sẽ trở thành là bệnh của địa phương. Bản tin vừa rồi đã chấm dứt phần tin Hoa Kỳ của HNTV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế.